vai trò của quân đội đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính, vì sao Tô Lâm đang đuối sức trong cuộc đua. Vị thế của Chủ tịch nước Tô Lâm trên chính trường trong thời gian gần đây đã giảm sút một cách đáng kể, đặc biệt sau khi ông kết thúc chuyến công du Lào và Campuchia trở về không kèn không trống. Ngược lại, những ngày gần đây, các hoạt động của ông Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện sự nổi bật trong cuộc họp hội nghị quan trọng của Đảng như Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Hội nghị Quân ủy Trung ương và mới nhất là Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Qua đấy sẽ thấy vai trò rất lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên chính trường, thậm chí còn lấn sân cả ông Tô Lâm. Theo giới quan sát, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân, người chủ trì là Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Đây là hai hội nghị có ý nghĩa chính trị rất lớn và quan trọng. Người thay thế trong Tổng Bí thư trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chứ không phải là Chủ tịch nước Tô Lâm, người giữ cương vị thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Đánh giá về vai trò của quân đội khi so sánh với công an hiện nay. Theo đó, trong các kỳ đại hội đảng gần đây, số lượng ủy viên trung ương của Bộ Quốc phòng luôn đứng trên Bộ Công an. Cụ thể, đại hội lần thứ 13, số ủy viên trung ương của Bộ Quốc phòng có 23 người, còn Bộ Công an chỉ vẹn vẹn có 6 người, chỉ bằng khoảng 1/4 so với quân đội. Điều đó cho thấy quyền lực chính trị của Bộ Quốc phòng vượt trội và bỏ xa so với lực lượng công an. Theo quy định của điều lệ đảng, Tổng Bí thư đương nhiệm là Bí thư Quân ủy Trung ương. Do vậy, chức vị tối cao đối với quân đội vẫn luôn rông trọng nắm giữ. Trong khi Đảng ủy Công an Trung ương có ít quyền lực hơn so với Quân ủy Trung ương, thì chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Công an nắm giữ. Rõ ràng Đảng ủy Công an Trung ương ít quyền lực hơn so với Quân ủy Trung ương. So sánh để thấy, việc Chủ tịch nước Tô Lâm tìm cách tiếm quyền tổng trọng không hề đơn giản như nhiều người vẫn tưởng. Khác với giới chức lãnh đạo thuộc khối dân sự, thì các giới chức lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng, đó là Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Quân sự và Tòa án Quân sự. Vì vậy, quyền lực của ông Tô Lâm và Bộ Công an không đụng chạm vào được đến bên quân đội. Cũng như tổng trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sớm nhận ra nguyên tắc chỉ có quân đội mới là lực lượng đủ khả năng làm đối trọng với Bộ Công an của Tô Lâm. Đó chính là lý do vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với các tướng lĩnh cấp cao của Bộ Quốc phòng, và ông Chính đã thành công trong việc dùng quân đội để cân bằng quyền lực với công an. Đó cũng là lý do vì sao gần đây những nguồn tin nội bộ tiết lộ các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đang có xu hướng ủng hộ và đứng về phía Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc tiến tới chức Tổng Bí thư thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo giới quan sát gần đây, thế và lực của Chủ tịch nước Tô Lâm của Bộ Công an cũng như của phe cánh Hưng Yên đang giảm sút rõ rệt. Rõ ràng nhất là kế hoạch tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh và phe Hưng Yên dường như đã dừng lại, không tiếp tục được như dự tính. Thậm chí phe Nghệ Tĩnh có nhiều động thái ăn miếng trả miếng thẳng thừng, không khoan nhượng, mà cụ thể là Bộ Công an định lật lại vụ án Siputra Nam Thăng Long, thì lập tức phe Nghệ An tuyên bố sẽ bật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, mà trong đó ông Tô Lâm là một trong những người dính dáng tới. Việc Tổng Trọng tạo điều kiện, thậm chí dung túng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước đây, và chính Tổng Trọng đã phải trả giá bởi sự làm phản của ông Tô Lâm đã tạo ra một tình trạng bất ổn trầm trọng trong nội bộ của Đảng, mà ai cũng thấy. Lực lượng tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng chắc chắn sẽ không dễ bề để Tô Lâm và phe cánh tự tung tự tác. Đây là điều gây bất lợi cho tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vai trò của quân đội với Thủ tướng Phạm Minh Chính, vì sao Tô Lâm đang đuối sức trong cuộc đua này. Biến Bộ Công an trở thành siêu bộ, Tô Đại và Thủ tướng chặn đường Lương Cường ra sao? Việc Tổng Trọng vắng mặt liên tiếp trong các kỳ họp quan trọng gần đây liên quan đến việc chuẩn bị cho kế hoạch nhân sự của Đại hội 14 đã trở thành điều dễ hiểu. Ông Trọng xuất hiện trước công chúng lần cuối vào chiều ngày 20 tháng 6 trong buổi tiếp và làm việc với Tổng thống Nga Putin. Hình ảnh từ truyền thông nhà nước cho thấy Tổng Trọng có một thể trạng quá yếu, không có khả năng tự đứng lên hay đi lại. Các nguồn tin nội bộ cho biết ông Trọng đang được các bác sĩ điều trị tích cực trong Bệnh viện Quân đội 108 ở Hà Nội. Liên quan đến cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư để thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng được cho là khả năng cao sẽ nghỉ trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 10 vào khoảng tháng 10 năm 2024. Theo giới quan sát,
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm đang là hai ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế quyền lực này. Theo giới thạo tin, giữa hai ông Lâm và Chính vẫn thường xuyên nghi ngờ lẫn nhau, dầu rằng nguồn tin nội bộ khẳng định ông Tô Lâm và ông Chính là đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực bậc nhất này không có sự khoan nhượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là vị thế lép vế hơn so với Chủ tịch nước Tô Lâm với lý do ông Tô Lâm, Bộ Công an nắm rất rõ các sai phạm của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch công ty IEC, là nhân vật đang bị nhà nước Việt Nam truy nã. Tuy nhiên, bà Nhàn là người có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là các tướng lĩnh quân đội, bởi bà có liên quan tới rất nhiều hợp đồng mua bán vũ khí, thay thế vũ khí của Nga. Đây chính là lý do vì sao khả năng Việt Nam bắt được bà Nhàn Hà Nội quy án là điều gần như không thể. Tuy nhiên, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ tướng Tổng cục 5, tức là Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Ông cũng là một chính khách khôn khéo, quyền biến khôn lường. Thủ tướng Phạm Minh Chính là người có nhiều mưu ma trước quỷ. Người ta gọi ông Chính là tắc kẻ hoa đổi màu. Đó là lý do các đối thủ chính trị hay các đồng minh khó có thể biết rõ ông Chính đang có những toan tính hay âm mưu gì. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng không thể bỏ qua vai trò của Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư như một ứng viên sáng giá. Ông Cường có thể bất ngờ sẽ vượt lên để trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 sắp đây, bỏ qua cả hai ứng viên là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Vào ngày 10 tháng 7, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 613. Theo đó, Thủ tướng phân công cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt chính phủ làm việc với các địa phương Hưng Yên và Đà Nẵng về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng và xuất nhập cảng. Cụ thể, quyết định 613 nêu rõ Bộ trưởng Lương Tam Quang có trách nhiệm làm việc về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập cảng, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Công luận đặt câu hỏi, chỉ đạo kể trên của Thủ tướng Phạm Minh Chính xuất phát từ đâu mà ra? Từ gợi ý của ông Chủ tịch nước Tô Lâm hay tự bản thân Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ động đề xuất ra? Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, quyết định số 613 do Thủ tướng Chính ký cho thấy Bộ trưởng Quang được giao một vai trò như một người trong chính phủ và vai trò của các bộ trưởng đối với hai tỉnh vừa kể trên. Và điều đó cũng cho thấy vị thế khuynh loát tuyệt đối của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính bước đầu áp dụng một thủ tục đặc cách chỉ là ví dụ ban đầu để khẳng định rõ vai trò siêu bộ của Bộ Công an. Đây sẽ là tiền đề mở đầu cho chủ trương biến Bộ Công an hiện nay dưới thời Chủ tịch Tô Lâm có vị thế như một siêu bộ. Tiến tới trong một thời gian ngắn nữa, siêu bộ này có thể hoàn toàn khống chế và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị hiện nay của Đảng Cộng sản, bao gồm cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kể cả Ban Chấp hành Trung ương Đảng là điều có thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin biến Bộ Công an thành siêu bộ. Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính chặn đường Lương Cường ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.